Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây. Chào mừng đến với Last Day on Earth. Chúng ta cùng dọn dẹp nông trại nha các bạn. Này đi nào, rót từng Yoko này. Cùng đánh nén nào. Cùng bắn con sa về trai này nhé. Đã xong. Không có hòn xanh ở đây các bạn này. Ôi giời ơi. Thôi bỏ các bạn ạ. Khởi động này bản đồ thôi các bạn. Cái bọn kia nó chui ra từ đống rơm các bạn ạ. Cái lũ đáng ghét. Lại vào lại nha các bạn. Chúng nó đang đánh nhau này. Lại đây nào, cái lũ đần này. Trời ơi, giáp của tôi các bạn ơi. Khổ thân giáp của tôi. Xong, khởi động lại bản đồ thôi các bạn. Không phải phí súng đạn bắn bọn sa Việt trai làm gì các bạn ạ. Cùng sang bên kia xem có hòm xanh không nhé. Không có hòm xanh các bạn ạ. Lại 4 tên à. Trời ơi, giáp của tôi. Xong rồi, thoát ra thôi. Đây là chiến thuật các bạn ạ. Hòm xanh đây rồi các bạn này, thấy không? Lại 4 con nữa. Chúng nó phá giáp của tôi đi, đúng rồi. Giáp của tôi sắp hỏng rồi các bạn ạ. Xong rồi thoát ra thôi các bạn.
cùng dọn dẹp ở phía bên kia nữa các bạn nhé. Đánh nén này. Cùng thoát ra thôi các bạn. Cái thủ thuật này rất là tiện lợi nên các bạn nên dùng nhiều nữa các bạn. Lại đây nào con giờ 3 giờ này. Đánh cái này khá là dễ nha các bạn. Các bạn làm quay nó thôi. Nửa bình máu. Sắp chết rồi các bạn. Mặc áo vào nè các bạn. Đánh nén này. Nén ra sau con này nhé. Này đây nào. Cùng mang cái hòm này lên máy cưa nha các bạn. Cái hòm này nặng quá nhỉ, mang lên lâu hơn là đâu. Xong rồi thoát khỏi đây thôi các bạn.
Cùng lên trên xem như thế nào đấy các bạn. Bình máu các bạn ạ. Chót mình vô khuôn gốc thì mình sẽ chọn mình vào các bạn. Không có gì cả. Băng cứu thương này các bạn. Đấy, nó không phải là tất cả bọn chúng. Đây mới là tất cả bọn chúng. Lại nên nào nút đần này. Cùng chờ bọn chúng nhé. Đến rồi, đến rồi. Rồi cùng phán khỏi đây nào. Cửa kho không mở các bạn ạ, quá buồn. Và đây là loot của chúng ta thu được nha các bạn. Vậy là chúng ta dọn dẹp xong nông trại rồi. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.